Redbird Barrel House. Miss Hong, production manager, always in action. Cái này là nước nào vậy? Em đảo 3 tháng. 3 tháng đó hả? Wow, that's a lot. So, what's she doing right now? We're circulating the sauce every 3 months because otherwise it's gonna stay right here. So we wanna, instead of stirring it, we're gonna drain it down and then pump it back in, pump it back in. So do it about 5,000 liters, okay? So this is what 3 months fish sauce look like. Đây, 3 tháng, màu nó sẽ nhạt. Những mùi thì nó còn mùi cá. Thử đi, chấm ngón tay vô thử, chấm ngón tay, một ngón tay thôi. Ngón tay đó. Dạ. Phải mặn. Mặn, đúng vậy, tại vì nó 3 tháng. Dạ. Nó chưa có ra đạm nhiều, thành ra mình phải chờ. Lại 3 tháng. Ok. Cái này thường mà cá vô là sau khi nhập cá cài lén rồi, trong 3 ngày mình sẽ đảo trộn một lần. Sau đó cách sau một tuần là lần thứ hai, sau đó thêm một tuần nữa là lần thứ ba, một tuần nữa là sau trong vòng một tháng là mình đảo sẽ 4 lần. Mình đảo để mình kiểm soát thêm những con cá nó có cái vấn đề gì hay không. Mình đo độ mặn nè, mình cảm quan có màu nước bổi này, mình đó là một cách để chăm chút sắc trưởng. Sau đó là 3 tháng mình sẽ đảo thêm một lần. Cái mục đích chính mình sao mình đảo, thứ nhất là để mình kiểm tra cái nước, thứ nhì đó là cho nước mắm nó trộn đều lên hết, tại vì hiện giờ nó đang nằm mọi thứ ở đây hết, thì cho những nước mắm ở đây xuống nó lên trên giống như là mình trộn, nhưng mà để mình trộn được thành ra mình đảo trộn cái nước là như vậy. Người ta kêu cái công đoạn này là chăm sóc trượt, tức là mình muốn biết coi cái thùng này cá nó có vấn đề hay không. Nếu mà có hay không là mình hửa mình biết liền là nó có mùi tanh. Nhưng mà nó có mùi cá nhưng mà nó không phải là cái mùi tanh. Rồi từ từ cái mùi cá nó sẽ biến mất đi theo cái thời gian. Là tại sao? Là tại vì những con vi sinh ở trong con cá này nó sẽ làm cho con cá phân hủy ra, thì cái đạm nó sẽ lên nhiều, thì nó sẽ mất đi cái mùi mặn của nó đi, mà nó đổi lại trở thành đậm đà. Bây giờ mình coi cái thùng 12 tháng. Cái hửi cái mùi mình không quá không? Cái này 3 tháng, cái này 12 tháng. Big difference. But usually khi mà mấy người ta đi, người ta thử 6 tháng, người ta thử đó. Nói trời, cái thùng này nữa rất là ngon. Tại kinh nghiệm mà. Tại nó ra mùi mỡ rồi nó lên rất là đẹp. Thành ra đánh dấu vô là nhớ cái thùng đó là nó sẽ ngon. Cái công đoạn này là công đoạn rút tiền, cho nên mình cần rút mạnh, rút lớn. Yeah. So usually you go with the smell first. You go very close and you can see the smell. Thơm không? Thơm. Nó không có còn mùi cá nhiều giống như cái thùng 3 tháng. Nhưng mà khi tới 12 tháng á, sau 12 mà rút kiệt đảo trong rồi này, mùi thơm nó sẽ tăng thêm. Còn tăng thêm nữa. And then the first one, even standing here, you can see the aroma. So the one to tell whether the protein level, you see the viscosity, the higher, you know, the more on the wall. Sticking, yeah. Yeah, sticking. The legs. Wow. Just like you test the wine, you go all the way and then you can see it. It's so good. So the smell, aroma, the color, and then the taste. Oh, so good. It's not even salty. Look at. See the day and night difference. Very good. It's all umami. Don't even the salt don't even hit you. Yeah. So that's why waiting for 12 months, 12 tháng is an optimal time. Cái này mà khi mà rút kiệt xong đảo trong á. It's going to get even better after you go through a few. Cái mùi nó sẽ thơm hơn. Và cái màu nó sẽ đậm hơn, nó đậm hơn, sáng hơn. See cái màu nó đẹp ghê không? Wow, thơm quá. Wow, cái thùng này mới khám phá ra sao mà nó lại ngọt quá vậy? Nó mùa ngọt mà ngọt đậm không à? Không có mặn chút nào hết trơn. Mỗi một cái thùng nó có một cái mùi đặc trưng khác nhau, cái vị đặc trưng khác nhau, không có cái thùng nào giống thùng nào hết. Redbird thì lúc nào cho nó chuẩn mùi màu vị phụ đậm thì sẽ cộng trừ nhân chia 2
hoặc 3 thùng, thậm chí 4 thùng mình mới đấu lại thành một cái red bot chuẩn. Năm này và năm sau nó vẫn giữ một mùi vị đó đặc trưng của red bot mình.